Bản tin tối ngày 25 tháng 5. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 25 tháng 5. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu không công bố lịch trình của bệnh nhân COVID-19. Hà Nội tạm thời phong tỏa Chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán. Hà Nội công bố chùm ca bệnh liên quan tập đoàn TNT chưa rõ nguồn lây rất phức tạp. Người dân Huế kéo nhau ra sông Hương giải nhiệt. Honda Việt Nam triệu hồi hơn 1.300 xe máy SH300 để khắc phục lỗi. Tin thế giới, thống đốc bang Iowa và Alabama ký luật cấm hộ chiếu vaccine. Đài Loan từ chối vaccine COVID-19 Trung Quốc. New Zealand chuẩn bị đối phó với cơn thịnh nộ của Trung Quốc. Belarus và Latvia trục xuất tất cả các nhân viên ngoại giao của nhau. Chuyện lạ, người Trung Quốc treo đầu trên cây để chữa bệnh vai gáy. Và sau đây là thông tin chi tiết. Đầu tiên, mời quý vị đến với thông tin trong nước. Bắc Giang phát hiện hơn 300 ca dương tính, Bộ Y tế họp khẩn. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều ngày 25 tháng 5, tỉnh đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán. Tất cả các công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và đang được kiểm soát. Số lượng các ca dương tính này đã được phát hiện nhờ tổng lực xét nghiệm trong 3 ngày qua tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Bắc Giang, ngay trong chiều nay ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế đã họp khẩn với Bộ phận công tác đặc biệt và Sở Y tế Bắc Giang. Bộ Y tế yêu cầu Bộ phận công tác chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống. Tính đến trưa nay ngày 25 tháng 5, Bắc Giang đã công bố 1.156 ca, trong đó từ sáng đến trưa nay là 132 ca. Đây là tỉnh nóng nhất trong đợt dịch này. Bộ Y tế yêu cầu không công bố lịch trình của bệnh nhân COVID-19. Trưa nay ngày 25 tháng 5, Bộ Y tế công bố thêm 100 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, tất cả đều trong nước. Riêng tỉnh Bắc Giang có tới 87 ca, Hà Nội 8 ca, Đà Nẵng 2 ca, Điện Biên, Thái Bình và thành phố Hồ Chí Minh mỗi nơi 1 ca. Trong đó, 8 ca ở Hà Nội từ bệnh nhân 5466 đến 5471, 5473, 5561, gồm có 2 ca là F1 của bệnh nhân 5312, 6 ca liên quan đến cụm dịch công ty TNT. Cũng trong sáng nay ngày 25 tháng 5, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Bộ Y tế gửi các đơn vị trực thuộc, các sở y tế đề nghị không công bố danh tính, chi tiết lịch trình, quá trình tiếp xúc của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán. Theo đó, các đơn vị chỉ được công bố, khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ dịch tễ, nơi từng có người mắc COVID-19 đến, để người dân từng di chuyển tiếp xúc tại khu vực đó có biện pháp bảo vệ mình và người xung quanh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, luật khám chữa bệnh hiện hành đã quy định không tiết lộ bất kỳ hình thức nào về thông tin cá nhân của bệnh nhân như danh tính, địa chỉ. Hà Nội xác định được 13 trường hợp F1, F2 của ca COVID-19 đi Big C Thăng Long. Ngành Y tế quận Cầu Giấy cho biết, thời điểm đến trung tâm thương mại, bệnh nhân có tới các quầy mua rau, cá và gà tại Big C, tiếp xúc với 4 người F1, trong đó có Thu Ngân và 9 trường hợp F2. Những trường hợp này đều được lấy mẫu cho kết quả xét nghiệm. Cũng tại Hà Nội, tạm thời phong tỏa Chợ Xanh và một chung cư ở Văn Quán. Giới chức quận Hà Đông, Hà Nội ngày 25 tháng 5 đã tạm thời phong tỏa chung cư CT3B và Chợ Xanh ở khu đô thị Văn Quán vì liên quan đến một ca dương tính với virus Vũ Hán. Theo Tiền Phong, Trung tâm Y tế quận Hà Đông, Hà Nội thông tin, ca dương tính kể trên trú ở chung cư CT3B, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông và có lịch trình di chuyển liên quan đến Chợ Xanh. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành cách ly 2 trường hợp là F1 theo quy định. Cũng liên quan đến dịch bệnh, Hà Nội công bố chùm ca bệnh liên quan đến tập đoàn TNT chưa rõ nguồn lây, rất phức tạp. Ngày 24 tháng 5, trong cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế thành phố Hà Nội nhận định chùm ca bệnh liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn TNT, tòa Park 11, Tham City đều chưa rõ nguồn lây, rất phức tạp. Ban chỉ đạo cũng nhận định thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài đã di chuyển đến nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người. Trong chiều nay, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca dương tính với virus Vũ Hán, trong đó 8 người thuộc chùm ca nhiễm tại công ty TNT và Tom City, 2 trường hợp đã cách ly trước đó. Bắc Ninh tăng 500 giường điều trị, lập thêm phòng ICU.
Bộ Y tế ngày 25 tháng 5 thông báo, tỉnh Bắc Ninh nâng công suất giường bệnh tại Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 1 lên 500, thêm giường ICU, bổ sung vaccine COVID-19 đợt 3. Theo đó, 500 giường này để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ nhân lực triển khai thêm 50 giường ICU tại Bệnh viện Đa Khoa và 100 giường điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Dã chiến số 1 huyện Tiên Du. Còn tại tỉnh Bắc Giang, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Bạch Mai ngày 24 tháng 5, Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang đã thiết lập xong 58 giường điều trị tích cực ICU, bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán nặng. Người dân Huế kéo nhau ra sông Hương giải nhiệt. Theo ghi nhận từ Tuổi Trẻ ngày 25 tháng 5, do thời tiết nắng nóng kéo dài, những ngày qua rất đông người dân Huế kéo nhau ra sông Hương tắm, chủ yếu ở hai khu vực, Bến Me đường Lê Duẩn và Công viên Kim Long, bất chấp quy định cấm tập trung hơn 10 người nơi công cộng. Theo đó, hầu hết các nhóm tắm đều đi theo gia đình gồm có bố mẹ và các con. Nhiều ông bà lớn tuổi cũng thích tắm sông. Bên cạnh đó, nhiều gia đình ở các phường bờ Bắc thành phố Huế đi xe đạp, xe máy với áo phao, ruột xe hơi, phao tròn ra sông Hương để tắm. Nhiều bạn trẻ chèo súp ra giữa sông để có thể lộn vòng xuống nước. Honda Việt Nam triệu hồi hơn 1.300 xe máy SH300 để khắc phục lỗi. VOV ngày 24 tháng 5 đưa tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi đối với mẫu xe máy Honda SH300i do công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối để kiểm tra, khắc phục miễn phí hệ thống canister. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tổng cộng 1.332 chiếc Honda SH300i được sản xuất từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 2 năm 2020 sẽ được triệu hồi để khắc phục lỗi trên hệ thống canister. Các xe này được xác định chưa đáp ứng được yêu cầu về bay hơi nhiên liệu theo quy định mới tại Việt Nam. Honda Việt Nam lý giải, các xe Honda SH300 tại thị trường châu Âu không cần kiểm soát bay hơi nhiên liệu, nên xe thay đổi thiết kế và không trang bị hệ thống canister. Vì vậy, khi nhập khẩu phân phối tại Việt Nam, các xe Honda SH300 nêu trên chưa đáp ứng được yêu cầu về bay hơi nhiên liệu theo quy định tại Việt Nam. Theo Honda Việt Nam, mặc dù chưa có ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng hay hư hại phương tiện, nhưng trên vai trò trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty Honda Việt Nam khuyến cáo khách hàng đưa xe đến các đại lý ủy quyền để trang bị thêm phụ tùng cần thiết. Chuyển sang phần tin thế giới, thống đốc bang Iowa và Alabama kỷ luật cấm hộ chiếu vaccine. Theo Epoch Times ngày 24 tháng 5, dẫn nguồn tin cho biết, Thống đốc tiểu bang Iowa Kim Reynolds và Thống đốc tiểu bang Alabama Kay Ivey đã ký các dự luật thành luật tiếp nối các tiểu bang khác cấm hộ chiếu vaccine COVID-19 ở cấp tiểu bang. Cả hai dự luật đều cấm các cơ quan tiểu bang cấp thông tin nhận dạng, thể hiện hồ sơ vaccine cá nhân, đồng thời tuyên bố thêm rằng không doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ nào được yêu cầu chứng nhận chích ngừa để cung cấp dịch vụ hoặc nhập học. Bà Reynolds nói rằng bà phản đối mạnh mẽ các hộ chiếu vaccine vào tháng trước và rằng bà ấy muốn đưa ra luật hoặc sắc lệnh. Trước đó, thống đốc 7 tiểu bang đã ban hành sắc lệnh cấm hộ chiếu vaccine COVID-19, trong đó 4 tiểu bang đã thông qua các dự luật thành luật để ứng phó với vấn đề này. Đài Loan từ chối vaccine COVID-19 Trung Quốc. Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh hôm qua cho biết, Trung Quốc đang lo lắng trước sự gia tăng ca COVID-19 ở Đài Loan và sẵn sàng thu xếp các lô vaccine cũng như cử chuyên gia đến hỗ trợ phòng dịch. Đáp lại, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC cho biết, Trung Quốc không sử dụng bất kỳ kênh nào hiện có giữa hai bên để cung cấp thông tin vaccine và ngụ ý Bắc Kinh gây khó khăn cho việc thúc đẩy tiêm chủng ở Đài Loan. Đài Loan nhiều lần nói rằng họ không tin tưởng vaccine của Trung Quốc và tức giận trước những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cản trở hòn đảo tiếp cận Tổ chức Y tế Thế giới WHO, gồm hội nghị thường niên của cơ quan này khai mạc hôm qua. Đài Loan cũng chỉ trích WHO đầu hàng lợi ích chính trị của Trung Quốc. Trong khi đó, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói, quan hệ đối tác mạnh mẽ về COVID-19 giữa Mỹ và Đài Loan sẽ tiếp tục, đồng thời nhắc lại rằng Washington sẽ cung cấp ít nhất 80 triệu liều vaccine trên khắp thế giới vào cuối tháng 6, nhiều hơn của Trung Quốc và Nga. Điều quan trọng là các mũi tiêm của chúng tôi không kèm theo ràng buộc nào. Quan chức này nói, song không nêu rõ Đài Loan sẽ có thể nhận được bao nhiêu liều. Tiếp theo, mời quý vị đến với các điểm tin nổi bật khác. Belarus và Latvia trục xuất tất cả các nhân viên ngoại giao của nhau. Liên quan đến việc nhà báo đối lập Belarus bị bắt trên chiếc máy bay hành khách đang trên đường tới Latvia, bị ép hạ cánh khi bay qua không phận Belarus đã khiến quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Hành động của Belarus đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Latvia, ông Edgar Rinkevics, thay lá cờ của Belarus treo bên ngoài một khách sạn ở trung tâm Riga, nơi các đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch khúc cung cầu trên băng thế giới lưu trú.
bằng lá cờ của phe đối lập Belarus. Hôm 24 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makey cho biết động thái của Latvia thực tế là một hành động phá hoại quốc tế và kêu gọi Latvia xin lỗi và treo lại cờ cũ về vị trí ban đầu. Phía Belarus cũng đáp trả bằng cách trục xuất tất cả các nhân viên ngoại giao của Latvia. Ông Makey nói thêm rằng Belarus chỉ cho phép một nhân viên hành chính và kỹ thuật người Latvia ở lại để trông coi tòa nhà đại sứ quán. Đáp lại, Latvia tuyên bố sẽ trục xuất đại sứ Belarus và tất cả các nhà ngoại giao của đại sứ quán này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Latvia, ông Zenis Bekeris, xác nhận đã triệu hồi đại sứ Belarus và thông báo về lệnh trục xuất. Tiếp theo là thông tin New Zealand chuẩn bị đối phó với cơn thịnh nộ của Trung Quốc. Ngoại trưởng New Zealand, bà Nainoa Mahuta cảnh báo nước này sắp trở thành tâm điểm của cơn bão thịnh nộ từ Trung Quốc, đồng thời cho biết các nhà xuất khẩu cần phải đa dạng hóa để đảm bảo có thể trụ được trong khi mối quan hệ với Bắc Kinh đang xấu đi. Bình luận của bà Mahuta được đưa ra khi chính phủ New Zealand phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với các hành vi vi phạm nhân quyền và đàn áp của Trung Quốc. Nữ ngoại trưởng nhìn nhận, các xung đột ngoại giao và thương mại của Trung Quốc và Úc cho thấy Úc đang ở tâm bão thịnh nộ và cơn thịnh nộ đó sẽ sớm kéo sang nước láng giềng là New Zealand. Bà Mahuta cũng chỉ ra, với việc Trung Quốc chiếm hơn 33 tỷ đô la trong thương mại của New Zealand và gần 30% kim ngạch xuất khẩu, liệu các nhà xuất khẩu có chịu được tác động của sự leo thang căng thẳng không? Từ đó, Ngoại trưởng Mahuta đề xuất rằng giới kinh doanh nước này cần có các biện pháp đa dạng hóa để giảm thiểu rủi ro. New Zealand đã đưa ra các tuyên bố bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về các hành động của Trung Quốc ở cả Tân Cương và Hồng Kông, nhưng những tuyên bố đó có xu hướng nhẹ nhàng hơn so với các đồng minh trong nhóm ngũ nhãn. Bộ trưởng Thương mại Damian O'Connor từng tuyên bố rằng chỉ định cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là tội diệt chủng sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ thương mại song phương. Huawei chuyển sang lĩnh vực phần mềm né tránh trừng phạt của Mỹ. Người sáng lập tập đoàn công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei, ông Nhậm Chính Phi, đang kêu gọi nhân viên của công ty dám dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực phần mềm khi hoạt động sản xuất phần cứng của công ty đã bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt của chính quyền ông Trump. Trong một bản ghi nhớ mà Reuters có được, ông Nhậm cho biết Huawei đang tập trung vào phần mềm vì sự phát triển trong tương lai ở lĩnh vực này về cơ bản là nằm ngoài sự kiểm soát của Hoa Kỳ và chúng ta sẽ có sự độc lập và tự chủ lớn hơn. Cựu Tổng thống Trump đã đưa Huawei vào danh sách chế tài xuất khẩu năm 2019 và cấm hãng này tiếp cận công nghệ quan trọng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, cản trở khả năng thiết kế chip và tiếp cận nguồn linh kiện của hãng công nghệ Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Biden chưa có động thái đảo ngược lại quyết sách của chính quyền tiền nhiệm, mặc dù tân Bộ trưởng Thương mại Mỹ, bà Gina Raimondo, không cam kết sẽ giữ Huawei trong danh sách trừng phạt. Vụ nổ bất ngờ trước tòa nhà chính quyền ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5, một vụ nổ lớn đã xảy ra ở lối vào của tòa nhà chính phủ thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khiến khói bốc nghi ngút tại hiện trường. Người điều khiển chiếc xe ô tô chạy bằng ắc quy gây tai nạn được cho là đã cố tình kích nổ bình ắc quy. Một đoạn video từ camera giám sát đã được lan truyền trên Internet. Đoạn video cho thấy, tại lối vào của tòa nhà trên, một người đang từ từ đẩy chiếc xe ô tô chạy ắc quy đến cổng tòa nhà chính phủ. Một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra sau đó và một đám mây hình nấm lớn xuất hiện tại hiện trường, cho thấy vụ nổ rất mạnh. Chính quyền địa phương tuyên bố rằng vụ tai nạn là do ắc quy của chiếc xe bốc cháy và chiếc xe đang ở trên đường bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố. Tuy nhiên, cụm từ bốc cháy đã bị đông đảo người sử dụng mạng Trung Quốc đặt câu hỏi. Bình ắc quy dù bị nổ thì làm thế nào có sức mạnh như vậy? Thế chẳng phải những chiếc xe ắc quy đều là bom chạy trên khắp đường sao? Và cuối cùng là một chuyện lạ, người Trung Quốc treo đầu trên cây để chữa bệnh vai gáy. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về thông tin việc chữa bệnh kỳ lạ ở tỉnh Liêu Ninh bằng cách treo đầu lên cây. Theo đó, ở thành phố Thẩm Dương, gần đây xuất hiện một hình thức chữa bệnh khá lạ. Người dân treo đầu trên cây và đông đưa theo sợi dây. Được biết, làm như vậy sẽ chữa được các bệnh về xương cổ và cải thiện các bệnh về vai gáy. Theo truyền thông Trung Quốc, vào ngày 19 tháng 5, xung quanh một cái cây to trong góc tập thể dục ở một công viên ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, có rất nhiều các ông các bà đang treo đầu tập thể dục. Họ treo đầu trên dây và đu đưa qua lại hoặc đu đưa qua trái phải. Người dân cho biết, phương pháp và thiết bị tập thể dục đặc biệt này được phát minh bởi một người đàn ông 57 tuổi tên là Tôn Vinh Xuân. Ông Tôn cho rằng thiết bị tập thể dục của ông có tác dụng chữa bệnh vai gáy, xương cổ và đã đăng ký bằng sáng chế quốc gia. Ông Tôn chia sẻ, mặc dù trông hơi buồn cười, nhưng hiệu quả thực tế cũng rất tốt. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng những người đến tập hầu như là các ông các bà có tuổi.
Vậy nên những người không biết sẽ khá là sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bởi vì hầu như thân hình ai cũng duỗi thẳng và lắc lư. Ban ngày nhìn thấy cũng có cảm giác bị hù dọa, nếu nhìn thấy vào buổi tối thì sẽ giống như xem phim kinh dị vậy. Những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi tối tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.